Chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Mark One. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để kiểm tra một ứng dụng có phù hợp, có chạy được tốt trên những chiếc Apple Mac M1 hay không. Mà để chúng ta có thể đảm bảo được là chiếc Apple Mac M1 này sẽ đáp ứng được nhu cầu công việc cũng như là nhu cầu giải trí của các bạn. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu video thôi. Intro. Mark One số 1 về Mac. Ở thời điểm hiện tại thì CPU Apple M1 cũng đã ra mắt được gần 1 năm trời rồi. Và trong thời gian qua nó đã chứng tỏ được rất nhiều về sức mạnh, về thời lượng pin và cũng như là những cái ứng dụng đã được hỗ trợ native trên những chiếc Apple M1 nhiều hơn. Không dài dòng nữa thì mình sẽ chia sẻ luôn với các bạn cách để kiểm tra những ứng dụng nào trong một năm qua nó đã có thể hoạt động native hoặc là chạy qua Rosetta 2 trên những chiếc Apple MacBook M1. Thì trang web mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là trang isapplesiliconready.com. Và link website thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video. Và website mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó là website isapplesiliconready.com. Các bạn nên thêm gạch chéo VVI vào để chúng ta có thể sử dụng tiếng Việt. Và ở trong website này thì các bạn có thể thấy được là nó sẽ liệt kê những ứng dụng đã được tối ưu cho Apple M1 hoặc là có thể chạy ở trên Rosetta 2. Thì khi các bạn kéo xuống, chúng ta sẽ có 3 biểu tượng chúng ta cần lưu ý. Đó là biểu tượng dấu tích là đã hoàn toàn tương thích với chip Apple Silicon M1, với hình tròn gạch chéo là chúng ta không tương thích, là chúng ta không thể bật hoặc là chạy lên được. Với hình biểu tượng dấu chấm than, hình tam giác ở đây thì phiên bản này có thể bật lên, và là khi mà chúng ta sử dụng thì sẽ bị crash, và tức là chúng ta sử dụng nó sẽ không ổn định. Thì ở trên này chúng ta sẽ cần quan tâm đến hai cột. Đó là cột đã tối ưu cho M1. Khi mà các bạn cần tìm ứng dụng mà có dấu tích ở bên cột đã tối ưu cho M1 thì tức là ứng dụng đó hoàn toàn có thể chạy mượt mà trên chiếc chạy native mượt mà trên chiếc Apple Mac M1 của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta có dấu tích ở trên Rosetta 2 thì là những người dùng họ đã sử dụng trên, họ đã tải ứng dụng đó về trên máy của họ và chạy qua Rosetta 2 một cách hoàn toàn bình thường là cũng có dấu tích ở đây. Và thêm một phần nữa các bạn rất là đáng quan tâm, đó là phần tìm kiếm ở đây. Phần tìm kiếm ở đây là phần tìm kiếm cái tên ứng dụng các bạn đang quan tâm. Ví dụ như mình tìm ứng dụng Adobe Premiere thì ở đây nó sẽ có rõ là Adobe Premiere. Thì vào ngày 20 tháng 7 năm 2021, cũng rất là gần đây thôi, thì Adobe Premiere Pro đã có phiên bản tối ưu chạy native dành cho Mac M1 và cũng ghi được cập nhật lần cuối ở đây, bạn có thể tiện theo dõi ở đây luôn. Và trên Rosetta 2 thì từ khi ra Mac M1 thì nó đã chạy qua thông Rosetta 2 rồi. Ngoài ra thì những phần mềm các bạn có thể hoàn toàn tìm được ở trên phần công cụ tìm kiếm này. Đây là mình chỉ ví dụ phần mềm Adobe Premiere thôi. Nếu các bạn đang quan tâm đến một ứng dụng mà nó không có tên trong danh sách trên thì hãy để lại bình luận ở dưới video này để chúng mình có thể hỗ trợ và giúp đỡ các bạn. Và nếu bạn đang quan tâm đến những sản phẩm Apple Mac M1 thì mình sẽ để thông tin ở dưới phần mô tả của video. Và cảm ơn các bạn đã xem video này và mong rằng video này sẽ giúp ích được cho các bạn đang chuẩn bị mua những chiếc Apple M1 có được lựa chọn nó đúng đắn và phù hợp với nhu cầu của cá nhân nhất. Và các bạn hãy đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của Mark One để chúng mình có động lực ra thêm nhiều video nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.